trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ukraine hứng cú sốc cay đắng từ phương Tây Ukraine dùng máy chơi game Steam Deck điều khiển súng từ xa Phản ứng bất ngờ của NATO khi UAV Nga đi lạc hơn 30 phút trên bầu trời Rumani Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Mỹ, Anh và các nước hỗ trợ Ukraine khác đã yêu cầu Kyiv từ chối thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul vào năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Mikhail Zhiga, cựu tổng biên tập của kênh tin tức đối lập DOS, bà Newland đã được yêu cầu bình luận về các báo cáo rằng quá trình hòa bình giữa Moscow và Kiev vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022 đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đến Ukraine và nói với ông Volodymyr Zelensky tiếp tục chiến đấu. Cụ thể, Nga và Ukraine đã tổ chức hội đàm tại Istanbul vào cuối tháng 3 năm 2022 Ban đầu, Moscow bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình. Tuy nhiên sau đó, Nga cáo buộc Ukraine đi ngược lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng họ đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev. Truyền thông đưa tin, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã đặc biệt tới Kiev để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán với Moscow. Điều này cũng đã được nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul David Arakami xác nhận vào tháng 11 năm 2022. Vì vậy mà bà Newland cho rằng, vào thời điểm khá muộn, người Ukraine bắt đầu yêu cầu lời khuyên về hướng đi của vấn đề này. Và chúng tôi, người Anh và những người khác nhận thấy rằng điều kiện chính của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị chôn vùi trong một phụ lục của tài liệu mà họ đang nghiên cứu trong thỏa thuận giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu quan chức ngoại giao giải thích thỏa thuận đề xuất bao gồm các hạn chế về loại vũ khí mà Kiev có thể sở hữu. Do đó, Ukraine sẽ cơ bản bị vô hiệu hóa như một lực lượng quân sự, trong khi không có các hạn chế tương tự đối với Nga. Bà Newland nói thêm rằng, người dân trong Ukraine và ngoài Ukraine bắt đầu đặt câu hỏi liệu đây có phải là một thỏa thuận tốt hay không, và vào thời điểm đó, thỏa thuận đã sụp đổ. Trong cuộc trò chuyện với ông Ziga, bà Newland xác nhận rằng cả Moscow và Kiev đều mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao một tháng sau khi xung đột bùng phát. Bà tuyên bố các quan chức Mỹ không có mặt trong phòng trong các cuộc đàm phán ở Istanbul chỉ cung cấp hỗ trợ cho Kiev nếu cần thiết. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên dự thảo thỏa thuận mà hai bên từng thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Tuy nhiên, khi bình luận về các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Putin cho biết Nga hiểu rõ việc nước này đang đối phó với ai, lưu ý rằng Ukraine dễ dàng vi phạm các nghĩa vụ của mình. Tài khoản mạng xã hội X United 24 Media của Ukraine đã chia sẻ video binh sĩ Ukraine sử dụng máy chơi game cầm tay Steam Deck để điều khiển súng từ xa trong video, các binh sĩ đã điều khiển súng máy Sablia được xem là một trong những vũ khí robot đầu tiên được Ukraina đưa ra tiền tuyến. Theo United24, hệ thống súng máy trên cũng có máy ảnh nhiệt và camera góc rộng để xác định vị trí mục tiêu và có thể bắn xa tới hơn 4 km. Khẩu súng được điều khiển bằng Steam Deck, máy chơi game cầm tay vừa được ra mắt hồi năm 2022 do công ty Valve của Mỹ sản xuất. Chức năng chính của máy chủ yếu phục vụ giải trí và chơi các tựa game, song quân đội Ukraina nhiều khả năng đã khai thác những tính năng khác của Steam Deck và áp dụng nó vào chiến trường. Việc sử dụng Steam Deck để điều khiển súng máy nêu bật thực tế nhiều công nghệ đã được sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Ưu điểm của hệ thống điều khiển từ xa là binh sĩ không trực tiếp tham chiến, qua đó giảm nguy cơ thiệt hại về quân số. Trước đó, Ukraine đã nỗ lực trang bị các phương tiện mặt đất không người lái mới để phòng vệ trước Nga. Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mikhailo Fedorov cho biết nước này đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt robot trên bộ đa năng cho các nhiệm vụ ở tiên tuyến. Ông Fedorov tuyên bố rằng những robot này sẵn sàng trở thành yếu tố mang tính cách mạng tiếp theo trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và sẽ được triển khai trên chiến trường. Những robot mới được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ bao gồm phá hủy các công sự và thiết bị của đối phương, giải và giả phá bom mìn sơ tán người bị thương và vận chuyển đạn dược. Ông Fedorov nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của những robot mặt đất này là giảm thiểu sự tham gia của con người trên chiến trường, mang lại một giải pháp bất đối xứng trước lợi thế về số lượng của các lực lượng Nga, giống như vai trò của máy bay không người lái. Ông Fedorov cho hay, trong thời gian ngắn, hàng trăm robot thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được mua thông qua sáng kiến United 24, sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thu hút những nhà tài trợ ủng hộ Kiev và được biên chế cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Bộ trưởng Fedorov lưu ý rằng hơn 140 robot đã được đăng ký, trong đó 96 hệ thống đã vượt qua các cuộc kiểm tra chuyên môn về quốc phòng và 14 hệ thống được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn NATO. Một số robot, chẳng hạn như Sablia, đã hoạt động ở tuyến đầu của cuộc xung đột. Sau khi phát động cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã chiếm gần 1.300 km vuông lãnh thổ các lực lượng Ukraine cũng tăng cường sử dụng chiến thuật hiểm hóc nhằm phá vỡ các tuyến đường sắt vốn được Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ và vật tư, trang thiết bị. Nếu Mỹ chấp thuận yêu cầu của Kiev cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, khả năng di chuyển quân đội và vật tư của Moscow có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Nga phụ thuộc nhiều vào các tuyến đường sắt để vận chuyển binh sĩ và vật tư, thay vì sử dụng chủ yếu xe tải như phần lớn các nước phương Tây. Các đơn vị của Nga chủ yếu đều hoạt động gần các đầu mối đường sắt. Chiến dịch xâm nhập biên giới của Ukraine đang làm quá tải các nhà ga đường sắt ở khu vực Kursk và gây ra tình trạng thiếu đầu máy xe lửa. Một số nhà phân tích quân sự ước tính để ngăn chặn đối phương, Nga cần phải tập hợp khoảng 30.000 binh sĩ. Ben ZHD, công đoàn đại diện cho công nhân đường sắt Belarus cho biết, cơ quan đường sắt Nga đã yêu cầu đối tác Belarus không điều động tàu đến các nhà ga trên tuyến Kursk. Điều này về cơ bản cắt đứt các tuyến đường sắt giữa Belarus và Nga. Việc phải chuyển hướng tàu từ Kursk cũng gây ra nhiều vấn đề. Trang tin tức kinh doanh châu Âu, Intel News đánh giá, bước đột phá của Ukraine đã dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động đường sắt của Nga, làm tê liệt nhiều tuyến đường chính ở nước này. Business Insider dẫn thông tin từ George Barros, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, Chúng tôi đã thấy nhiều công nhân đường sắt Belarus báo cáo về cách Nga điều hành giao thông đường sắt ở phía tây nam nước này để ưu tiên cho hậu cần quân sự nhằm đối phó với tình huống tại Kursk. Các tuyến đường sắt của Nga đã ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ngay cả trước khi Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công Kursk. Nhiều blogger Nga cảnh báo rằng lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn xuất khẩu vòng bi sang Nga đã làm tê liệt hoạt động bảo trì và tạo ra tình trạng thiếu đầu máy xe lửa. Một số quan chức đường sắt của Nga được cho là đã bị đe dọa đưa vào danh sách đen. Cơ quan quản lý đường sắt Nga thừa nhận rằng việc thiếu bảo trì đầu máy xe lửa và phụ tùng thay thế đã khiến 42.600 chuyến tàu bị hủy vào năm 2023. Cho đến thời điểm hiện tại, mục tiêu của Ukraine buộc Nga phải chuyển quân từ chiến trường miền Đông và miền Nam Ukraine tới bảo vệ Kursk đã thất bại. Bất chấp việc mất một số vùng lãnh thổ ở biên giới, Nga vẫn tiếp tục tiến đánh và tấn công các địa điểm quan trọng như thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk. Sau khi Ukraine tấn công Kursk, Nga đã nhanh chóng triển khai các lính nghĩa vụ cùng với lực lượng an ninh nội bộ từ lực lượng vệ binh quốc gia Rosgvardia, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Liên bang Nga FSB như một phần của hoạt động mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch chống khủng bố dưới sự chỉ huy của FSB. Những đơn vị này cần được tập hợp trên khắp nước Nga và di chuyển tới Kursk, sau đó cần được tiếp tế. Nếu sử dụng xe tải để phục vụ cho hoạt động hậu cần, Nga sẽ phải huy động một số lượng lớn phương tiện. Vì thế, quân đội Nga cần phải tận dụng các đầu mối đường sắt và sử dụng các cầu đường sắt. Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho rằng hệ thống đường sắt của Nga có đủ khả năng để xử lý tình trạng gián đoạn. Ông Kalum Fraser, chuyên gia về an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Rusi, nhận định cuộc tấn công của Ukraine có thể buộc Nga phải phân bổ lại các tuyến hậu cần quân sự đến mặt trận Kharkov thông qua các khu vực lân cận. Điều này sẽ kéo dài thời gian cung cấp vật liệu và trang thiết bị từ các quân khu Leningrad và Moscow, nhưng không có nghĩa là họ bị hạn chế đáng kể năng lực hậu cần ông Colum Fraser lưu ý rằng Ukraine được cho là đã thu thập một số dữ liệu về hệ thống đường sắt của Nga, khiến họ có thể dễ dàng phá vỡ tuyến hậu cần hơn. Các lực lượng của Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022 đang tiến công vào phía đông Ukraine trong nỗ lực chiếm trọn Donbass. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận định cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đã không những không thể làm chậm bước tiến của Nga ở phía đông Ukraine, mà còn làm suy yếu phòng tuyến của Kiev dọc tiền tuyến. Nói một cách thẳng thắn, Ukraine ban đầu muốn có thêm lợi thế thương lượng cho mình bằng cách tấn công lãnh thổ Nga, phá vỡ tình hình bế tắc trên chiến trường khi đưa giao tranh vào chính nước Nga để giảm bớt áp lực. Nhưng hiện tại, hàng nghìn binh sĩ Ukraine tinh nhuệ tấn công lãnh thổ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đương nhiên, mục tiêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể đạt được. Không chỉ vậy, tờ Financial Times của Anh cho biết, do phải triển khai số lượng lớn binh sĩ tấn công lãnh thổ Nga, nên quân đội Ukraine, AFU, ở khu vực Donetsk bị thiếu hụt. Tranh thủ cơ hội, quân Nga đẩy mạnh tấn công, xé nát tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Rõ ràng, chiến thuật tiên phát chế nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm đánh thẳng vào Kursk, ban đầu được cho là sẽ gây chấn động thế giới, nhưng hóa ra lại là sự lãng phí tiền bạc nhân lực vũ khí khiến họ rơi vào trạng thái bị động hơn nhiều nhận định cho rằng quân đội ukraine đang ở trên lãnh thổ nga ở vào thế tiến thoái lưỡng nan muốn rút lui nhưng không thể họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với lực lượng moscow rõ ràng lực lượng vũ trang ukraine không thể tiếp tục giành được nhiều kết quả hơn bởi nga đã phản ứng và sắp xếp lại các tuyến phòng thủ nói cách khác ukraine lại một lần nữa tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm trong lúc họ đang rất khó khăn Trước tình hình đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết, nước này đã ký hợp đồng mua thêm 17 đơn vị hệ thống tên lửa phòng không iris -T hiện đại để cung cấp cho Ukraine. Có thể coi số lượng hệ thống phòng không iris -T Đức cung cấp cho Ukraine lần này lớn chưa từng có. Người đứng đầu chính phủ Đức đưa ra thông tin này trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân gần Kyen. Tại căn cứ quân sự nói trên, ông Scholz đã làm lễ tiếp nhận một hệ thống iris -T sản xuất cho quân đội Đức. Tại sự kiện, Ông Olaf Scholz xác nhận rằng Berlin đã đặt hàng thêm 5 hệ thống phòng không Iris T cho lực lượng vũ trang nước này, cũng như thêm 17 tổ hợp nữa dành cho Ukraine. Thủ tướng Scholz khẳng định, việc Bundeswehr, tức lục quân Đức, mua 6 tổ hợp Iris T sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố sáng kiến phòng không chung Sky của châu Âu. Theo ông Scholz, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tổng cộng 7 tổ hợp Iris T giúp bắn hạ hơn 250 tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử của Nga. Vào những ngày đầu của chiến dịch Kursk, Ukraine đã giành được quyền kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tốc độ đã dần chậm lại. Thành công ban đầu khi Ukraine tấn công Kursk chủ yếu nằm ở yếu tố bất ngờ. Có một điều chắc chắn là Kiev có kế hoạch nắm giữ các khu vực kiểm soát được trong lãnh thổ Nga một thời gian. Như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích trong cuộc phỏng vấn với NBC News đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên mới đây, trang tin quân sự Aviapro cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ mặt trận ở tỉnh Kursk của Nga, tình hình chỉ ra rằng thế chủ động đang chuyển dần sang quân đội Nga. Nhà phân tích quân sự Iri Podoliaka cho biết, các hoạt động tích cực của lực lượng vũ trang Nga đang được ghi nhận tại khu vực Korenevo, nơi các đơn vị không quân có thể đã đẩy lùi lực lượng Ukraine 1 km khỏi khu định cư dọc theo đường cao tốc đến Suza. Theo ông Podolyaka, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị dập tắt ở giai đoạn chuẩn bị. Sự kiện này đã trở thành chìa khóa để giữ vững các vị trí của Nga tại khu vực này của mặt trận. Ở những khu vực khác, lực lượng Moscow cũng gia tăng hoạt động sau khi phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến Nechayev-Berlin. Quân đội Nga bắt đầu tiến vào các khu vực Ruskoe và Chekaskoye, Poroshyni, cũng như Martinovka. Theo các nhà phân tích, nỗ lực tiến công của quân đội Nga tại các khu vực này khiến lực lượng vũ trang Ukraine mất dần khả năng phản công hiệu quả. Việc Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và phá hủy thiết bị của Kiev trên tiền tuyến. Ở một diễn biến khác, kể từ khi Phần Lan gia nhập NATO năm 2023, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Âu, một khu vực được đánh dấu với sự bất ổn ngày càng tăng. Gần đây, các máy bay phản lực Eurofighter từ phi đội chiến thuật 71 của Đức đã thực hiện một cuộc tập trận đáng chú ý gần biên giới Nga, biểu thị một sự leo thang các nguy cơ an ninh chiến lược ở khu vực này. Lực lượng đặc nhiệm chung của NATO, một lực lượng đa quốc gia có khả năng triển khai nhanh chóng các lực lượng trên không, trên bộ, trên biển và các lực lượng tác chiến đặc biệt, được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014 ở Suez. Theo báo chí châu Âu, ba chiếc Eurofighter đã hạ cánh và cất cánh từ một con đường gần làng Hociu ở Phần Lan, cách biên giới Nga khoảng 190 km. Đây là một phần trong cuộc tập trận BAANA 2024. Động thái này cho thấy một cuộc tập trận về khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng của NATO tại các khu vực chiến lược. Cuộc tập trận cũng chứng kiến sự tham gia của hai máy bay F-35 Lightning II từ Không quân Hoa Kỳ, nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực. Việc Phần Lan gia nhập NATO mới đây cũng là một quyết định chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với Moscow. Ngoài việc triển khai trên không, NATO cũng đã tăng cường sự hiện diện trên bộ dọc theo sườn phía đông của mình. Các đơn vị từ quân đội Hoa Kỳ và châu Âu, bao gồm các tiểu đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới, đã được triển khai ở các nước vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva, được thực hiện nhằm mục đích tăng cường khả năng dân đe, chống lại bất kỳ nguy cơ an ninh nào có thể xảy ra. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Riga, tư lệnh các lực lượng vũ trang Latvia, tướng Leonid Kanins cho biết một thiết bị bay không người lái UAV của quân đội Liên bang Nga đã bị rơi ở làng Gagalava, thuộc phía đông Latvia, cách biên giới giữa nước này với Belarus khoảng 90 km. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Latvia cho biết thêm, theo phân tích ban đầu của chúng tôi, thiết bị bay không người lái bị rơi là thiết bị bay không người lái loại xa hết, phù hợp với thiết bị bay không người lái do Liên bang Nga sử dụng. Hiện đang được dùng rộng rãi ở Ukraine, chúng tôi đã thu thập bằng chứng tại khu vực xảy ra sự cố, vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái và hiện đang trong quá trình phân tích mọi chi tiết. Trước đó, hãng tin AFP dẫn phát biểu trên mạng xã hội X của Tổng thống Latvia, Edgar Rinkevich cho biết một thiết bị bay không người lái quân sự của Liên bang Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này, đồng thời lưu ý các vụ xâm phạm không phận đã gia tăng dọc theo biên giới phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Đánh giá về sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruce cho rằng những gì đã xảy ra tất nhiên là một sự cố rất nghiêm trọng. Đây là một sự cố bất thường khi một thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga rơi xuống lãnh thổ Latvia. Bây giờ chúng tôi đang đánh giá tình hình này và hành động với sự nghiêm túc tối đa. Hãng tin Reuters cho hay, theo Sprott, những gì xảy ra một lần nữa nhắc nhở rằng mọi người đang sống trong một thực tế mới là chiến tranh cũng đang ở rất gần biên giới của chúng ta. Trước tình hình đó, trong một phát biểu mới đây, hãng tin AFP đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Sprott đã chia sẻ Tình hình hiện nay cho thấy chúng tôi cần tiếp tục củng cố biên giới phía đông của Latvia, bao gồm phát triển năng lực phòng không và năng lực tác chiến điện tử để hạn chế hoạt động của các loại thiết bị bay không người lái thuộc nhiều ứng dụng khác nhau. Phía Liên bang Nga chưa bình luận gì về cáo buộc của Latvia. Được biết, khối Baltic gồm 3 nước là Estonia, Latvia và Litva. Khối này có quan hệ lạnh nhạt với Nga ngay từ thời xa xưa vì nhiều lý do lịch sử và chính trị. Khi xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra, ba nước Baltic chỉ trích Nga kịch liệt. Trong khả năng của mình, các nước này cũng nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, chính quyền Washington đang điều tra vụ cô Eshenur SGAG, quốc tịch Mỹ, gần đây thiệt mạng do hỏa lực của binh sĩ Israel ở bờ Tây. Trang An Al dẫn lời ông Blinken nói, chúng tôi đang tập trung cao độ trong việc thu thập chứng cứ và bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện sẽ đều được thúc đẩy bởi sự thật. Do vậy, chúng tôi trước tiên tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra và từ đó đưa ra kết luận. Ngoại trưởng Mỹ sau đó từ chối trả lời câu hỏi liệu vụ binh sĩ Israel sát hại cô OIG có thúc đẩy chính quyền Washington đánh giá lại việc cung cấp vũ khí cho Tel Aviv hay không. Trước đó, cô Eisenhower SGAG đã thiệt mạng khi tham gia một cuộc biểu tình ở khu bờ Tây. Được biết, cô mươi 26 tuổi, là thành viên của phong trào đoàn kết quốc tế ISM tổ chức ủng hộ người Palestine và có mặt tại Beta Nanbus để tham gia cuộc biểu tình hàng tuần phản đối các khu định cư của Israel ở bờ Tây. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng cô đang tham gia biểu tình ôn hòa thì bị lực lượng an ninh Israel bắn vào đầu. Mahmoud Baham, thị trưởng Beta cho biết, ông nhận được thông tin rằng lực lượng Israel đã bắn hai phát đạn vào nhóm người biểu tình và một viên trúng vào đầu AG. AG được đưa đến bệnh viện Rafidia tại thành phố Nanbus ở bờ Tây và qua đời. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định binh sĩ của họ đã nổ súng vào một kẻ chủ mưu chính là Nam giới, cáo buộc người này đã đe dọa bằng cách ném đá vào binh sĩ. Quân đội Israel còn nói rằng họ đang xem xét các báo cáo nói rằng một phụ nữ nước ngoài đã thiệt mạng do bị bắn trong khu vực. Chi tiết về vụ việc và hoàn cảnh cô ấy bị bắn đang được xem xét lại. Nhà Trắng cho hay họ vô cùng đau buồn trước cái chết của Aji và kêu gọi Israel điều tra. Israel kiểm soát bờ Tây, giải Gaza và Đông Jerusalem sau cuộc chiến với các nước Ả Rập vào năm 1967. Đây là các vùng lãnh thổ mà người Palestine mong muốn thành lập nhà nước trong tương lai. Năm 2005, Israel rút quân và người định cư khỏi giải Gaza. Các khu định cư của Israel ở bờ Tây, nơi có khoảng 490.000 người sinh sống, bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc có các khu định cư này là trở ngại đối với tiến trình hòa bình Palestine-Israel. tờ South China Morning Post dẫn thông báo của Hải quân Brazil. Quân đội Mỹ và Trung Quốc lần đầu tham gia vào cuộc tập trận quân sự chung do lực lượng vũ trang Brazil dẫn đầu. Cuộc tập trận mang tên Formosa, được tổ chức gần thành phố Formosa của Brazil, là hoạt động tập trận quân sự thường niên bắt đầu từ năm 1988 do Thủy quân lục chiến Brazil tổ chức. Bộ Quốc phòng Brazil cho biết cuộc tập trận Formosa năm nay có khoảng 3.000 binh sĩ tham gia, kéo dài từ ngày mùng 4 đến ngày 17 tháng 9. Đại sứ quán Mỹ tại Brazil cho biết, thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, các sĩ quan từ Argentina, Pháp, Italia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo và Nam Phi cũng tham gia cuộc tập trận. Hải quân Brazil cho biết trong một thông cáo, thông lệ là mời các quốc gia thân thiện tham gia các cuộc tập trận này. Tầm quan trọng của những lời mời như vậy có liên quan trực tiếp đến cơ hội thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn giữa hải quân Brazil và lực lượng của các quốc gia thân thiện. Khi được hỏi về hoạt động này, Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị đặt câu hỏi với US Southcom nhưng chưa thể liên lạc được với lực lượng này để đề nghị đưa ra bình luận. Bộ Quốc phòng Brazil cho biết, mục đích của cuộc tập trận là mô phỏng các hoạt động đổ bộ, trong đó tàu chiến tiến hành tấn công vào một vùng ven biển và lên kế hoạch đổ bộ lên một bãi biển được chỉ định. Cơ quan này nói thêm rằng tất cả vũ khí được sử dụng sẽ là đạn thật tạo điều kiện cho khả năng tương tác và tích hợp của hải quân, lục quân và không quân. Bên cạnh việc thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm với các lực lượng đồng minh từ các quốc gia khác. Hồi cuối tháng 8, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan tại đại lễ đường nhân dân trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Sullivan đến Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Jack Sullivan là chuyến thăm đầu tiên của một cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 2016. Mặc dù đến nay hai bên đã có nhiều cuộc gặp trực tiếp theo Tân Hoa Xã, tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung Quốc chỉ ra rằng trong thế giới đầy biến động và thay đổi, các quốc gia cần đoàn kết và phối hợp, không phải chia rẽ hay đối đầu. Là hai nước lớn, Trung Quốc và Mỹ phải chịu trách nhiệm về lịch sử, vì người dân và vì thế giới và phải là yếu tố ổn định cho hòa bình thế giới và là động lực cho sự phát triển chung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc theo cùng một chí hướng, nhìn nhận Trung Quốc và sự phát triển của nước này một cách tích cực và hợp lý, coi sự phát triển của nhau là cơ hội chứ không phải là thách thức và cùng Trung Quốc tìm ra con đường đúng đắn để hai nước lớn có thể hòa hợp với nhau. Theo Bulgarian Military, một máy bay không người lái của Nga đã vô tình xâm nhập vào không phận Romania trong khi truy tìm các vị trí của Ukraine. Theo báo cáo của Romania, chiếc máy bay không người lái này đã bay lơ lửng trên không phận Romania trong hơn 30 phút. Cuộc xâm nhập xảy ra gần đây. Với sự tham gia của máy bay không người lái Sahet của Nga, còn được gọi là Geran 2. Chiếc máy bay không người lái này đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể mang theo từ 25 đến 90 kg thuốc nổ, tùy thuộc vào từng mẫu. Hai máy bay F16 của Romania đã theo dõi hành động của chiếc UAV này trong gần 2 giờ. Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Romania, cuối cùng chiếc máy bay không người lái đã rời khỏi không phận Romania và tiến vào lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Romania đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ có những chiếc máy bay không người lái khác của Nga xâm nhập vào không phận của quốc gia này trong thời gian tới. Theo thông cáo báo chí của Rumani, đang tồn tại một vùng dễ va chạm trong không phận Rumani, cụ thể là ở một khu vực không có người, ở gần Prava, Thị trấn này nằm dọc theo sông Danube, chỉ cách Sulina 30 km về phía tây bắc và gần biên giới Ukraine. Những nỗ lực của giới truyền thông Rumani nhằm có được phản hồi từ Bộ Nội vụ Nga cho đến nay vẫn chưa thành công. Theo các chuyên gia của Bulgarian Military nếu không có tuyên bố chính thức từ Nga về vụ vi phạm không phận này, thì chỉ còn cách suy đoán về động cơ thực sự của Moscow. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, bầu trời Rumani ngày càng trở thành điểm trung chuyển cho vũ khí của Nga, đặc biệt là các máy bay không người lái. Vụ vi phạm đầu tiên được xác nhận xảy ra vào tháng 2 năm 2023, khi một tên lửa của Nga bay qua không phận Rumani trong một thời gian ngắn, trong một cuộc tấn công vào Ukraine. Tên lửa này được cho là đã bay qua lãnh thổ Rumani trước khi quay trở lại không phận Ukraine khiến NATO phải giám sát chặt chẽ. Mặc dù sự cố này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột, nhưng nó không phải là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Romania. Bắt đầu từ khoảng giữa năm 2023, những sự cố này đã trở nên thường xuyên hơn. Cuối tháng 7, ba máy bay không người lái sai của Nga đã xâm nhập không phận Romania trong một cuộc đột kích ban đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine ở khu vực Odessa. Điều này đã gây ra một số lo ngại cho người dân địa phương, mặc dù chính quyền Romania đã nhanh chóng đảm bảo với công chúng rằng máy bay không người lái Nga không nhắm vào lãnh thổ Rumani. Việc các loại vũ khí của Nga như tên lửa và máy bay không người lái bay vào không phận Rumani hoặc NATO là điều đáng lo ngại. Nhưng nó khó có thể xảy ra xung đột lớn giữa NATO và Nga miễn là không có cuộc tấn công có chủ đích nào xảy ra. Theo các nguyên tắc của NATO, một cuộc xâm nhập như vậy sẽ không thể kích hoạt điều năm của NATO. Điều luật này rằng buộc các quốc gia thành viên phải bảo vệ lẫn nhau. Phản ứng của NATO đối với các chuyến bay này là tăng cường giám sát và tuần tra trên không ở Rumani và các quốc gia lân cận. Điều này được thực hiện để đảm bảo mọi mối đe dọa tiềm tàng đều được ngăn chặn kịp thời. Các nhà lãnh đạo NATO đã nhấn mạnh rằng, mặc dù các chuyến bay này có rủi ro, nhưng chúng vẫn chưa được coi là hành động khiêu khích cố ý. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ ra rằng, những sự cố này đang được theo dõi cẩn thận, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga cố tình nhắm vào các thành viên NATO. Trong những tình huống như vậy, ngoại giao và nỗ lực hạ nhiệt là ưu tiên hàng đầu. Nếu những vi phạm này tiếp tục hoặc trở nên tồi tệ hơn, nó có thể buộc NATO vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, miễn là không có cuộc tấn công trực tiếp nào vào đất liền Rumani hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, thì một cuộc xung đột quy mô lớn là có thể tránh được. Cả NATO và Nga đều hiểu hậu quả nghiêm trọng của một cuộc đối đầu trực tiếp. Cho đến nay, họ đã quản lý những tình huống này thông qua các kênh ngoại giao và các động thái quân sự thận trọng. Theo AFP, mới đây, Liên minh châu Âu EU cho biết các đồng minh EU đã chia sẻ thông tin tình báo về việc Iran cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và cảnh báo về các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran nếu các đợt giao vũ khí được xác nhận. Người phát ngôn của EU, ông Peter Stano nêu rõ, "Chúng tôi biết thông tin đáng tin cậy do các đồng minh trong khối cung cấp về việc Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga." Ông Stano cho biết, nếu được xác nhận, điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể trong sự ủng hộ của Iran đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay Iran đã gửi hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Động thái này diễn ra khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những ngày gần đây. Trong khi đó, theo AFP và Reuters, Điện Kremlin không đưa ra lời bác bỏ khi được hỏi về thông tin mà tờ Wall Street Journal đưa ra rằng Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, chúng tôi đã xem thông tin này, không phải lúc nào thông tin kiểu này cũng đúng. Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế, chúng tôi đang phát triển hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã triệu đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran Saria Amozega để cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả đối với quan hệ giữa hai nước nếu việc chuyển giao tên lửa được xác nhận. Ukraine cho biết việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Tehran và Moscow là mối đe dọa đối với Ukraine, châu Âu và Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Iran và Nga. Trong khi đó, Mỹ khẳng định bất kỳ hành động chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh Ukraine. Trước đó, một hãng tin iran dẫn lời chuẩn tướng Faslola Nozari một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng iran khẳng định không có tên lửa nào được gửi đến nga và tuyên bố này là một kiểu chiến tranh tâm lý ông Nozari tuyên bố iran không ủng hộ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ukraine nga Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng sau khi tờ Thời báo Phố War đưa tin rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Tờ Thời báo Phố War, The Wall Street Journal trước đó đã dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đồng minh Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác. Ông Peskov nói với các phóng viên, Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi, chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Theo hãng tin Reuters, Tehran và Moscow đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Liên bang Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của hàng chục nghìn quân và trong cuộc chiến với Ukraine, quân đội Liên bang Nga đã được Iran cung cấp thiết bị bay không người lái Sahed. Trước đó vào tháng 8, Reuters cũng đưa tin rằng Liên bang Nga đang sẵn sàng nhận hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn dẫn đường bằng vệ tinh Phát-360 sắp được chuyển giao từ Iran và hàng chục binh sĩ nước này đang được đào tạo tại Iran để sử dụng Phát-360. Khi tờ The Wall Street Journal đưa ra báo cáo nêu trên, một quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng họ đang theo dõi chặt chẽ những cuộc chuyển giao tên lửa tiềm tàng giữa Iran và Liên bang Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savet cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi. Còn chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Faslola Nozari, cho rằng các báo cáo về việc Iran chuyển tên lửa cho Liên bang Nga là chiến tranh tâm lý.